Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em lại vừa về cho anh chị một mẫu xe. Đây là chiếc xe Toyota Fortuner màu bạc cả nhà. Màu bạc. Xe này thì được sản xuất vào năm 2016 ha. Đó, xe rất là đẹp luôn. Keo chỉ ở bên tài bên phụ, bốn cửa nguyên zin, không nâm đụng, không ngập nước, không sửa chữa động cơ hộp số. Ghế là ghế da ẩm sàn cao su, ẩm tách lô, trần 5D, phim cách nhiệt. Đó. Xe này thì phải nói rằng là cực kỳ hiếm có trên thị trường, bởi vì cái con Fortuner mà có cái lỗ mũi này á, thị trường bây giờ còn rất là ít ha. Đó, thị trường còn rất là ít. Có lốp thì cái mâm thì nó lên rồi cả nhà, có bể bước chân, rồi là ba ga mui về che mưa anh chị ha. Đó, xe này là xe không nâm đụng, không thủy kích, không sửa chữa động cơ hộp số nha. Đó. Ở đây ăn sau này thì mình có cái phần cảm biến da, lốp đây, lốp còn rất là mới. Có về trắng bùn. Đó. Đây, cái khung sườn thì là không có một vết sét anh chị ha. Đó, cái xe này 2016 thì bên em vẫn có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị luôn nha. Số sàn máy dầu đi 120.000 cây, giá 555 triệu. Anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 09234 66939, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo 09234 66939 nha. Thì em sẽ luôn luôn túc trực 24/24 để mà có thể gửi mọi thông tin cho anh chị luôn. Cái xe này thì có hỗ trợ ngân hàng cho cả nhà luôn nha, hỗ trợ ngân hàng. Ngoài ra nếu như mà anh chị không muốn hỗ trợ ngân hàng thì anh chị có thể trao đổi với bên em. Đó, trao đổi thì bên em sẽ nhận thu mua và trao đổi lại tất cả dòng xe tôi đã qua sử dụng từ 4 chỗ đến 7 chỗ. Nếu như mà anh chị muốn lên từ gầm thấp lên gầm cao thì bên em sẽ sẵn sàng trao đổi cho anh chị luôn nha. Đó. Và cái xe này là xe biển số thành phố, biển trắng. Biển số thành phố, biển trắng. Và không có chạy dịch vụ nha cả nhà nha. Đó, không chạy dịch vụ hay không thì em không biết. Nhưng mà không có kinh doanh, không đăng ký kinh doanh. Odo 120.000 cây. Đó, Odo chuẩn. Và đó thì cái xe này như thế thôi. Thì em rất là mong muốn anh chị có thể tặng cho em một like, một share và một subscribe để mình có thể gửi thêm nhiều thông tin cho anh chị hơn. Và anh chị cũng có thể cập nhật cái dòng xe mới về bên em. Đó, cũng như là anh chị có thể cập nhật cái dòng xe mới về bên em hơn ha. Xin chào và hẹn lại anh chị trong những video lần sau. Em rất là mong muốn anh chị có thể chia sẻ video này của em và tặng cho em một đăng ký kênh. Đó, đóng góp cái ý kiến ở phía dưới phần bình luận. Nếu như mà anh chị thấy video của em hay thì cứ đóng góp ý kiến, còn không hay thì cũng đóng góp ý kiến luôn. Đó, để mà em có thể mỗi ngày em hoàn thiện hơn ha. Và xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 7 của năm 2024 nha cả nhà nha, còn rất là nhiều luôn. Đây, một chiếc xe rất là hiếm có, 2016 nay không có còn con nào mà gọi là ít lắm, ít còn con nào mà gọi là đi đẹp như thế này. Đây, mọi thứ nè, có sơn dặm luôn nha cả nhà nha, có sơn dặm, tỷ lệ sơn zin là còn 80-85%. Và sơn dặm thì cũng còn, sơn dặm thì sơn tầm 20%. Rồi, xin chào và hẹn lại cả nhà trong những video lần sau. Bye bye.